Hùng Thuận xin chào tất cả quý vị khán giả của KOZ. Thì hôm nay cũng rất là có duyên khi là lần thứ hai Hùng Thuận có mặt tại cửa hàng KOZ và cũng đồng hành với KOZ tiếp tục những chương trình khác. Thì bên cạnh Hùng Thuận và đồng hành với Thuận cho cái số ngày hôm nay thì nó có rất là nhiều cái vấn đề để nói. Thì người đẹp bên cạnh của Thuận đó chính là Kim Ngân, một cô nàng rất là xinh xắn. Bên cạnh Kim Ngân đó chính là bạn Lim KOZ. Thì ngày hôm nay thì có buổi trò chuyện ngày hôm nay ra cái vấn đề gì thì để cho tất cả quý khán giả biết là KOZ đang có những cái chương trình hấp dẫn như thế nào, để ai là khách hàng của KOZ á thì sẽ biết được là trong cái khoảng thời gian bao nhiêu thì chúng ta sẽ có những cái buổi tri ân như thế nào. Thì bây giờ Lim à, sắp tới thì bây giờ những cái dịp mà ngày hôm nay là cuộc ngồi nói chuyện với chúng ta thì cũng tâm sự để mà nói ra hết vấn đề thôi. Thì Lim có thể cho quý vị khán giả biết được là sắp tới những cái ngày mà chuẩn bị bước sang năm mới từ năm 2019 qua năm 2020 là năm Kỷ Sửu hả? À, 2020, à, bây giờ bởi vậy chứ gì là quên rồi, thấy chưa, 2020 qua 2021 là Tân Sửu qua Tân Sửu, à Tân Sửu, lộn xíu thôi nha quý vị, còn dịch lộn còn lộn mà chứ còn người thì đó thì KOZ hiện có một cái chương trình tri ân nào đến khách hàng mình hay là không Liệp? Dạ, thì em cảm ơn anh rất là nhiều là anh đã đồng hành cùng KOZ nữa, số này là số thứ ba rồi. Và chào tất cả quý khán giả. Thì thực sự là sắp sửa hết năm 2020 sang năm 2021 thì KOZ cũng có rất là nhiều chương trình mà đã có thể tri ân khách hàng, để mà tất cả khách hàng đã đồng hành cùng KOZ suốt thời gian qua. Thì nhưng mà hiện tại đang có một cái chương trình còn nổi bật, đó là cái chương trình gọi là tri ân cho khách hàng, là gọi là phục hồi lại trang sức cho khách hàng. Một cái chương trình cực kỳ lớn, đó là chương trình gọi là làm mới trang sức miễn phí dành cho khách hàng để chào mừng Tết Tây này, Tết ta của chúng ta và cái ngày gọi là Valentine đó, dành cho tất cả khách hàng. Quá hay rồi. Giống như là ai đã mua những sản phẩm của KOZ đã đang sử dụng và cái trang sức đó mình có thể phục hồi được, tại vì trang phục sức của mình là trang sức mạ vàng mà, đúng không? Trang sức mạ vàng thì nó cũng sẽ đeo lâu, nào 5 năm 7 năm thì nó cũng sẽ hơi xỉn màu hay là như thế nào Câu hỏi của anh thực sự là câu hỏi của anh chắc là nếu mà khách hàng xem chứ có rất nhiều khách hàng muốn hỏi. Thì cái chương trình mà gọi là tân trang lại trang sức như thế này thì dành cho tất cả khách hàng. Không chỉ là khách hàng gọi là mua những sản phẩm của KOZ, mà những khách hàng lại không mua của sản phẩm KOZ mà hiện tại muốn có nhu cầu gọi là tân trang lại thì đến KOZ đều được làm hoàn toàn miễn phí. Lên cho anh hỏi không? Cái đây là câu hỏi của khách hàng và bản thân anh luôn đi. Thì bây giờ cái con tùy hưu của anh sau đeo khoảng tầm bao lâu thì mình sẽ đi phục hồi lại? Ví dụ như là một con tùy hưu như thế này, hoặc là một cái nhẫn em đeo như thế này. Ví dụ như là mình đeo một thời gian mà cảm thấy là nó bị đen, hoặc là nó có những vết bẩn bám trên đây, thì mình có thể mang đến KOZ thì em sẽ làm mới lại hoàn toàn miễn phí cho mình luôn. Quá xuất sắc. Vậy thì tất cả quý vị, những khách hàng của KOZ thì chúng ta hãy yên tâm khi chúng ta mua ở bất kỳ đâu KOZ trên toàn quốc, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì chúng ta sẽ phục hồi những cái sản phẩm cũng như là Tất cả những sản phẩm về trang sức. Về trang sức thôi nha dạ, quý đúng vị. rồi. Tất cả những sản phẩm về trang sức chúng ta sẽ được phục hồi miễn phí. Dạ đúng rồi. Tại vì lý do mà chương trình của KOZ đưa ra chương trình này, tại vì giống như là anh Thuận chia sẻ là cũng sắp sửa đến Tết rồi, sắp sửa đi có những cái chương trình lớn, ví dụ lễ tình nhân, mà chúng ta có những món trang sức mà chúng ta muốn có nhu cầu làm mới thì đến đây KOZ sẽ làm mới cho mình. Và thực sự năm 2020 thì cũng có một cái năm cũng khá là khó khăn, đúng kinh tế khó khăn, nếu mà chúng ta gọi là có nhiều khách hàng cũng có nói là năm nay thì hơi khó để chúng ta có đúng thể rồi. Đầu tư một món trang sức, chính xác. Thì KOZ mới đưa ra cái chương trình này, tại vì hầu như ai cũng có một hoặc vài món trang sức mà chúng ta đã mua trước đó hết rồi, nhưng mà có thể một thời gian lâu ngày nó không còn mới như lúc ban đầu. Thì KOZ mới lại đưa chương trình này để khách hàng có thể làm mới, để mình có thể trưng diện ngày Tết, ngày lễ tình nhân, những ngày quan trọng. Và một phần nữa là rất là nhiều khách hàng từ trước đến giờ khách hàng cũng có chia sẻ là tại sao làm thế nào hoặc tìm một nơi như thế nào để có thể làm mới lại sản phẩm. Thì KOZ mới đưa ra cái chương trình như thế này, đó là lý do vì sao chương trình đưa ra để tri ân khách hàng trong cái dịp sắp sửa hết năm 2020 và đón xuân Tân Sửu. Thì bây giờ thêm một câu hỏi mà anh đang thắc mắc nè, thì cái đối tượng khách hàng của mình là như thế nào, ví dụ như người ta mua ở chỗ khác
mua ở bây giờ anh có mua ở ở đây là của mình đó là ở đường Lý Thường Kiệt. Dạ. Lý Thường Kiệt đúng không? Nhưng mà anh mua ở chỗ nào ở trên Đà Nẵng này kia rồi thì mình có thể đến đây mình ví dụ như anh là dân Đà Nẵng anh mua ở ngoài Đà Nẵng đi đúng không? Dạ. Mình là có được bao nhiêu cái chi nhánh rồi? Dạ, thì hiện tại thì QG là đánh đa số là đánh mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh này. Ừ. Thì hiện tại cái QG mới có gọi là hai chi nhánh chính. À. Nhưng mà ví dụ khách hàng mua ở tất kỳ đâu, khách hàng có thể nếu mà không đến trực tiếp tại QG, khách hàng có thể gửi hàng đến đây. À. Đấy, okay. Bên em sẽ hỗ trợ, ví dụ như đây, một cái sản phẩm hôm nay cũng có một khách hàng gửi đến đó. Ừ. Là một cái nhẫn đã bị mất hạt và đeo rất là lâu rồi nhưng mà không kiếm được cái chỗ nào để có thể thay thế được. Ừ. Thì mới gửi đến QG và QG làm mới cho hoàn toàn miễn phí cho mình luôn. Ok, như vậy thì quý vị và những người mà đã tin tưởng QG thì hãy yên tâm nha. Bất kể trang sức nào mà quý vị đang có trên tay, đang sở hữu thì quý vị mua từ QG thì quý vị hãy đến cửa hàng QG hoặc là có thể ship đến đây thì QG sẽ phục hồi lại như mới và hoàn toàn miễn phí. Dạ. Rồi, Lim ơi, dạ. Cho anh hỏi là cái thời gian mà mình áp dụng cái chương trình mà phục hồi tất cả những trang sức là nó khoảng từ ngày mấy tới ngày mấy hay là ngày lúc nào cũng được? Dạ, thì chắc chắn một chương trình nào cũng vậy thôi. Tại vì cái chương trình này là tri ân khách hàng nên nó sẽ có thời gian diễn ra và thời gian kết thúc. Thì cái này bên QG đã giới thiệu cho gọi là triển khai để tất cả nhân viên nắm rõ rồi. Ừ. Thì bây giờ em sẽ chuyển lại cho người cho Ngân ở đây để Ngân sẽ giữ chia sẻ về cái thời gian diễn ra để anh Thuận và tất cả quý vị cùng nắm kỹ về chương trình. Anh nói cho anh nghe coi thời gian nó như thế nào và những cái đối tượng nào là được áp dụng những cái chương trình khuyến mãi của mình. Dạ, hiện tại thì bên QC của chúng em có là cái chương trình tri ân khách hàng nha, là mới đánh bóng sản phẩm si mạ tất cả các trang sức của khách hàng mà không phải là mua ở QC thì bên em cũng sẽ là hoàn toàn miễn phí cho khách hàng luôn. Thì là từ 29 tháng 12 tới ngày 28 tháng 2. Ừ. Đó. Và ngoài ra cái khoảng khung giờ trong thời gian đó thì những ngày khác thì mình cũng có thể tới để làm mới sản phẩm lại nha. Tại vì bên em sẽ nhận những cái gia công những cái sản phẩm đó là lâu dài. Dạ. Vậy là chương trình áp dụng là từ ngày bắt đầu ngày hôm nay này, là 29 tháng 12 năm 2020 cho đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2021. Cái nào? Đó. Là 29 tháng 12. Dạ. Đến ngày 28 tháng 2 lận. Dạ. Mà 28 tháng 2 vậy là qua Tết luôn. Dạ đúng rồi, qua Tết. Qua Tết luôn. Tại vì ngày 13 tháng 2 là 12 tháng 2 là 30, 13 tháng 2 là mùng 1. Dạ. 14 tháng 2 như mùng 1 mùng 2 vậy, không nhớ. Dạ. Chính xác nha, nhưng mà vậy là chúng ta được áp dụng từ bây giờ đến qua Tết năm 2020 đến khoảng tầm mùng đó, nói chung là đến Tết. Dạ đúng đến rồi. Đó, qua tầm Tết đó nha quý vị. Thì quý vị nhớ cái khung quý vị nào của thứ nhất là những người đang tin tưởng QG và những người mà đang theo dõi cái kênh để biết được cái chương trình khuyến mãi của chúng ta diễn ra vào cái thời gian nào để mình đem sản phẩm của mình đến phục hồi, chứ mất công qua thời gian đó tự nhiên mình tốn phí nữa. Yeah. Nó bị lãng đúng không? Dạ đúng, đúng rồi. Không? Tự yeah. nhiên cái thời gian mà hả người ta đang miễn phí. Yeah. Thì không có chịu đem lại. Yeah. Còn cái thời gian mà ta qua rồi cái lại nói trễ, em ơi chị coi video nó trễ này, cái ôi chị coi trễ là tại chị. Đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì trong cái chương trình mà áp dụng cái chương trình gọi là phục hồi trang sức miễn phí này thì ví dụ như là giống như Ngân chia sẻ là khách hàng đến đây si này, đánh bóng này, làm mới là hoàn toàn miễn phí. Nhưng mà đôi khi có nhiều quý anh chị cũng có những sản phẩm trang sức như thế này nhưng mà ví dụ nó bị biến dạng. Đó, thì cũng trong quá trình mà em làm đây thì cũng có rất là nhiều khách hàng hỏi. Ừ. Như vậy thì hôm nay em cũng chia sẻ luôn là ví dụ biến dạng này mà có còn khả năng phục hồi được. Ừ. Thì kêu gì vẫn phục hồi cho mình luôn. Ồ. Ừ. Hay quá. Đó. Đúng rồi, không thì biến dạng nó còn khả năng phục hồi thì mình. Yeah. Sẽ làm lại luôn. Dạ đúng. Yeah. Rồi. Chứ ví dụ nó bóp, ví dụ như là nó dập nát rồi thì không còn khả năng phục hồi. Như ví dụ này nó móp vào một chút xíu thì bên em vẫn còn. Okay. Là nó cong hoặc là nó bị gãy chấu, ví dụ như mấy viên. Yeah. Gắn trên đá này gãy chấu thì bên em vẫn đắp vàng vào cho mình. Thì. Yeah. Ví dụ như là cái vấn đề mà thêm vàng thêm ít thì khách hàng chỉ trả cái vàng đó thôi. Còn. Yeah. Chi phí bỏ ra là tiền công thì biết là QG free hết cho khách hàng luôn. Free hết cho trong cái thời gian mà mình kêu. Dạ, khách rồi. Hàng ha. Dạ. Chứ đúng rồi chị, nó phải còn khả năng phục hồi thì mới phục hồi được chứ. Dạ. Từ đêm lại có miếng chút xíu em ơi. Dạ. Cái chiếc nhẫn của anh giờ nó còn có bao nhiêu đây. Dạ đúng rồi. Thì vậy thì nó khôn quá. Vậy thì nó cũng khó. Dạ. Khó. Dạ đúng rồi. Ok thôi, bây giờ kế tiếp anh hỏi Kim Ngân nè. Dạ. Thì tại sao
tại sao QG lại dám đưa ra một cái tri ân khách hàng nó lớn đến như vậy? Tại sao lại chọn dám phục hồi cho cái sản phẩm miễn phí luôn mà không có thu phí giống như là những cái nơi khác, những cái cửa hàng khác? Dạ, thì tại bên QGM có một cái xưởng chuyên gia công những cái món trang sức mà mình đeo như vậy nè anh. Thì bây giờ là gần tới Tết rồi, nên là bên em sẽ tri ân khách hàng là sẽ làm miễn phí lại những cái món trang sức mà mình đeo đã lâu dài mà đã cũ rồi. Và đặc biệt nha, bên em sẽ có hỗ trợ gắn thêm hạt đính đá nè, kim cương hay là tất cả các hạt mà khách hàng mong muốn luôn. Thì bên em chỉ lấy cái tiền hạt đó thôi, còn tiền công cũng sẽ dành miễn phí cho khách hàng luôn. Quá đã luôn. Trời ơi, thấy chưa quý vị? Thuận cũng muốn chia sẻ quý vị ngày hôm nay thì ba anh em chúng tôi ngồi lại đây thì có một cuộc nói chuyện để thứ nhất là chia sẻ tất cả những nội dung mà QG muốn mang đến cho tất cả khách hàng, quan trọng nhất là những cái tri ân. Và từ những cái câu chuyện của chúng tôi, khi mà chúng tôi nói chuyện ra, chúng tôi bàn bạc ra, thì quý vị thấy những khách hàng QG đang được lợi rất là nhiều. Và những người đang theo dõi cái video clip này thì hãy mạnh dạn comment phía dưới, chia sẻ cái video clip này đến cho những khách hàng hay là những người mà mình đã tin tưởng QG, cũng như là bạn bè chúng ta đã tin tưởng QG, để tất cả những khách hàng đó biết được thông tin này, để nhanh tay nhanh chân chạy đến cửa hàng QG hoặc là ship đến những cái sản phẩm để chúng ta có thể phục hồi được những sản phẩm chúng ta được đẹp nhất ha. Vậy nha. Rồi bây giờ như vậy, ngoài những cái sản phẩm ở QG thì mình còn có những cái sản phẩm nào khác để mà phục vụ cho tất cả những khách hàng của QG hay là không? Dạ, thì sắp sửa để chào đón cái Xuân Tân Sửu này thì hiện tại bên QG đang có một cái mẫu sản phẩm cực kỳ hot mà hiện tại đang gọi là rất là nhiều khách hàng lựa chọn để có thể mua sắm và làm một món trang sức cho những ngày dịp quan trọng hoặc là ngày lễ của mình. Thì Ngân chia sẻ một chút xíu về cái sản phẩm mới của mình đi. Đó, nói nghe. Dạ, thì cô gái có nụ cười tỏa nắng. Dạ, thì hiện tại bên QG em có một cái dòng kim cương Moissanite á. Moissanite. Dạ, đó là kim cương nhân tạo thôi, nhưng mà độ đẹp nè, độ bắt lửa cũng giống như là độ trong nha, thì nó sẽ cao hơn thiên nhiên, chỉ có độ cứng thì nó ít hơn một tí xíu. Đó, thì giá thành thì nó rất là mềm luôn, nên là khách hàng có thể đến đây để lựa chọn những cái mẫu mà mình ưng ý, và bên em sẽ nhận gia công cho mình cũng giống như là thay miễn phí cho mình luôn. Vậy thì Liêm có những cái sản phẩm Moissanite ngay tại đây không, để chúng ta có thể thứ nhất là giới thiệu cho đến những người mà đang có thắc mắc của hỏi về Moissanite là gì, và thứ nhì nữa là chúng và ngay cả Thuận cũng và tất cả các người đang theo dõi video clip này đang muốn nhìn thấy được Moissanite nó sẽ là như thế nào ha? Dạ, thì để em lấy một vài mẫu ra. Okay. Thì giới thiệu với anh và tất cả quý khán giả đây. À Toàn ơi, lấy giúp anh một vài mẫu em. Đây, đây, đây. Dạ, đây. Đó. Thì hiện tại kim cương Moissanite này ở đây em có đầy đủ tất cả các mẫu, ví dụ như này, đây là kiểm định này. Có những kiểm định luôn. Dạ đúng rồi, có đầy đủ cái kiểm định của tổ chức kiểm định quốc tế luôn anh. GRA. Nên ví dụ như khách hàng lựa chọn một mẫu viên kim cương như thế này thì ví dụ từ 3 ly rưỡi trở lên là đã có giấy kiểm định như thế này. Ví dụ như là đầy đủ. Đó. Và tất cả các thông số ở đây là ở mức gọi là đẹp nhất. Ví dụ như là cái màu sáng của nó là nằm ở mức D, nó là màu sáng đẹp nhất. Ví dụ kim cương tự nhiên mà để được ở mức D này thì giá cực kỳ là cao mà rất là hiếm. Rồi tất cả ví dụ cái thông số về độ sạch, các rắc cắt hay là màu sắc đều ở mức excellent, là mức gọi là đẹp nhất của một viên kim cương đó. Đó. Ví dụ như là khách hàng mà mang một cái sản phẩm như thế này đến thì ví dụ như chọn thôi, đây là một cái một cái nhẫn và đính một viên đá là khoảng 6 ly rưỡi. Thì ví dụ khách hàng chỉ cần chọn một viên kim cương Moissanite thế này thì bên em sẽ đưa cho xưởng, tại vì xưởng bên em là tay nghề thì cực kỳ là cao ha, cao. Hầu như là các thợ ở đây làm trong hầu như ít nhất cũng phải mười mấy năm rồi. Nên vì sao bên em tự tin là có thể phục hồi tất cả những sản phẩm mà gọi là cũ của khách hàng trở thành mới. Và rất là nhiều khách hàng đến đây là ví dụ một cái viên nhẫn như thế này đây, ví dụ mất đá hoặc là như thế nó không còn đẹp đấy, phục hồi lại đẹp xuất sắc của một khách hàng cực kỳ là ưng ý. Thế cái giá thành thì anh thấy hiện bây giờ cái một cara một cara rưỡi hả? Dạ. Mình đọc sao? Anh quê mùa quá. Dạ. Không, một cara một phẩy năm cara. Dạ. Ví dụ như cái này đây một viên kim cương là 1.5 cara. 1.5 cara. Đó. Thì thường thì ví dụ như là người từ 1.5, 2.5, 3.5, nhưng mà đa số kim cương ấy thì người ta sẽ chọn những số đẹp. Ví dụ như là
5,4 là cộng lại bằng 9. À, ok. Số đầu và số cuối cộng lại bằng 9 là một viên kim cương đẹp và giá thành sẽ cao. Ừ. Ví dụ như là nếu mà 9 thì ví dụ 9 ly, hoặc là nếu ví dụ 8,1 đó, hoặc 7,2 thì nó phải cộng lại bằng 9 thì nó sẽ đẹp. Ok, bây giờ Tùng cũng mới biết, thật sự là cũng quê mùa lắm, chưa bao giờ đeo kim cương quý vị. Nên là ở đây thì nãy giờ Thuận cảm thấy, nếu Thuận là khách hàng thì Thuận cảm thấy đúng thật sự là cái viên kim cương Moissanite này nó rất đẹp nha quý vị. Nó đang rất đẹp. Thì và giá thành nó cũng rất là phải chăng nữa. Mà về độ sáng nè, độ trong nè, thì nó hoàn toàn không thua kém, và có thể nó sáng hơn và sáng nó lấp lánh hơn. Thì nếu mà chúng ta đang cần một cái trang sức thì Thuận thấy đây là một trong những cái sản phẩm, và cái giá nó rất là giá nó rất là hợp lý luôn. Thì bây giờ đang 1,5 carat, thì Thuận thấy là đang 2,7 triệu, Thì giá là 2,7 triệu. Và cái 3 carat thì nó đang giá là 3,650,000 ha. Tại vì bên em là liên kết trực tiếp với xưởng sản xuất, như nên là cái giá thành hiện tại đang là gọi là mềm nhất trên thị trường ấy. Thực sự tại vì vừa kim cương đã gọi là mềm rồi, lại công làm rồi, công thay thế hoặc là gắn trên sản phẩm thì lại được hoàn toàn miễn phí. Nên nếu mà quý khách hàng mà gọi là chọn trong cái thời điểm tri ân này đấy, thì cực kỳ có nhiều ưu đãi. Wow. Rồi ví dụ như giờ nè. Yeah. Bây giờ để mình coi đây bên này còn viên này nè. Mấy cái viên này mình làm mà đàn ông mình á, mấy cái viên này á mình đeo bông tai là cũng hơi oai á, quá oai luôn. Rất là sáng ở đây. Ví dụ đây. Cái kiểu mà hôm nay không đeo. Đây ví dụ. Cái kiểu mà đàn ông mình mà đeo viên đây cái lúc nào cũng như là. Anh hoặc là mình gia công làm nhẫn á anh. Dạ, gia công làm nhẫn. Nó hơi trong đeo bên này nè. cái kiểu mà gió mà nó tới á, cái mình vuốt tóc, bình thường thì vuốt vậy không, vuốt cái mình muốn làm gì nè. Cái này tính ra độ sáng gọi là sáng hơn kim cương tự nhiên rất là nhiều, nên khi mình đeo mình ra ánh sáng mặt trời chiếu vào nhìn rất đẹp. Ok. Rồi bây giờ như vậy, ví dụ như khách hàng đến đây mà họ cảm thấy những cái sản phẩm này ưng ý quá mà họ không đem đủ tiền mặt thì sao Ngân? Dạ thì bên em có hỗ trợ quẹt thẻ tín dụng nè anh, cũng giống như là hỗ trợ trả góp không lãi suất 0% cho mình luôn. Thì có rất là nhiều gói, ví dụ như là 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, rất là ưu đãi cho mình nha. Dạ, rồi, đây. Tại vì ngoài cái vấn đề mà gọi là khách hàng đến đây thanh toán bằng tiền mặt rồi cả thẻ thì đó là gọi là thường từ xưa rồi đã có rồi. Thì hiện tại KOG còn hỗ trợ cho khách hàng một cái gọi là vấn đề trả góp toán 0% luôn, 0%. Tại vì gần đến Tết rồi, đôi khi chúng ta còn là đầu tư một món trang sức thì cũng đang là nó tăng. Nhưng mà cái vấn đề trả thẻ tín dụng như này thì ví dụ như là khách hàng có thẻ tín dụng rồi đến đây cả thì KOG sẽ gọi là tất cả những phí KOG hỗ trợ hết. Khách hàng chỉ trả đúng cái số tiền mà gọi là khách hàng lựa chọn thôi. Ví dụ như chọn một viên kim cương hoặc là một cái sản phẩm 3,5 triệu đi, thì khách hàng trả đúng 3,5 triệu đó và chọn cái thời gian để mình trả. Ví dụ như là 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng. Và tất cả đều qua website rất là nhanh, giống như giới trẻ thường nói là khoảng một nút nhạc là xong. Nói chung là về hồ sơ này kia nó cũng nhanh gọn lẹ. Dạ, ok. Rồi. Bây giờ tất cả hôm nay là cuộc nói chuyện chúng ta ngày hôm nay nó rất thú vị và nó rất là bổ ích, và nó đem được rất là nhiều thông tin đến cho khách hàng cũng như là tất cả những người đã tin tưởng KOG. Bây giờ tất cả những thông tin chúng ta đã có sẵn xong hết trơn rồi. Quý vị, những người khách hàng tin tưởng KOG ơi, đầu tiên chúng ta có gì? Chúng ta sẽ nhắc lại cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Chúng ta có phục hồi tất cả các trang sức miễn phí nè. Thời gian áp dụng thì từ ngày hôm nay cho đến ngày 28 tháng 2 lần nha quý vị. Tất cả đối tượng nào đã tin tưởng và đã mua của KOG thì sẽ được phục hồi nè. Nhẫn mà có bị mớp méo chút xíu thì sẽ được phục hồi, và tất cả đều là hoàn toàn miễn phí. Ok, đúng chưa? Dạ, đúng rồi. Rồi, thời gian thì xin nhắc lại là từ ngày hôm nay là ngày 29 tháng 12 cho đến ngày 28 tháng 2 nha quý vị, là qua Tết nha quý vị. Rồi, cái thứ hai nữa là KOG cũng có thêm một mặt hàng nữa, đó chính là mặt hàng kim cương nhân tạo Moissanite. Và nếu quý vị sau cái clip này thì quý vị khoan hãy vội, khoan cái cuộc nói chuyện của chúng tôi xong, quý vị khoan vội bấm qua nha, khoan vội bấm qua, quý vị sẽ xem được những cái sản phẩm Moissanite này ở trên clip tiếp tục nha, để quý vị thấy được cái độ lấp lánh cũng như là cái sản phẩm kim cương nhân tạo Moissanite này nó đẹp như thế nào. Rồi, và kế tiếp thì Moissanite này
Và ngay tại tất cả những cửa hàng POG, khi chúng ta đến, chúng ta sẽ được thanh toán qua thẻ tín dụng và được trả góp 0%. Dạ. Ok, đúng không? Dạ. Rồi, đó là tất cả những thông tin của chúng ta ngày hôm nay mang đến cho tất cả quý vị khán giả cũng như là tất cả những người đã tin tưởng POG, đúng chưa? Dạ. Mình còn thông tin gì nào nữa không? Dạ, thì em cảm ơn điện thoại rất là nhiều. Thì em nhắc lại một chút xíu là về cái vấn đề mà khách hàng đến POG phục hồi sản phẩm, không phải chỉ sản phẩm mua tại KOG mà tất cả những sản phẩm mà hiện tại khách hàng đang có món trang sức mà muốn phục hồi thì đến KOG phục hồi hoàn toàn miễn phí cho mình luôn. Yes. Rồi, quá đã rồi. Thôi bây giờ cuộc nói chuyện của chúng tôi bây giờ cũng nó cũng đã quá dài và nó cũng đầy đủ thông tin rồi. Rồi bây giờ trước thềm năm mới thì ngay cái dịp này thì Hồng Thuận cũng như là tất cả các anh em của KOG giờ Thuận trước đi ha. Thôi để cho bên này chúc trước đi. Ở bên này tại ta có những cái lời chúc mà của phong thủy đó quý vị, với lại nó có cái hơi vàng với lại kim cương đó. Chúc quý vị nó sẽ may mắn hơn quý vị. Em cảm ơn anh Thuận. Thì cũng sắp sửa đến năm Tân Sửu 2021 rồi, thì em thay mặt toàn bộ đội ngũ của KOG sẽ chúc anh Thuận và tất cả quý khách hàng một năm mới thật là nhiều niềm vui này, may mắn và bình an trong cuộc sống. Ok, rồi tới dạ, thì em cũng thay mặt công ty QG xin chúc tất cả mọi người có một năm mới thật là an vui, hạnh phúc. Trời ơi, đã quá. Rồi, riêng Hồng Thuận thì xin chúc tất cả quý vị lúc nào cũng mạnh khỏe nè, nhiều sức khỏe nè, tài lộc nè, và đặc biệt là may mắn luôn luôn đến với tất cả quý vị trong cái năm mới nha. Và một lần nữa thì anh em chúng tôi xin chúc mừng năm mới và Happy New Year.